Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, hàng năm tại Hoa Kỳ, người ta dành ngày thứ năm lần thứ tư của tháng 11 để long trọng tổ chức lễ tạ ơn. Trong khi đó thì tại Canada, nơi mà các nông gia thu hoạch mùa vụ sớm hơn, cho nên người ta dành ngày thứ hai lần thứ hai của tháng 10 để tổ chức lễ tạ ơn. Năm nay lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ vào thứ năm ngày 25 tháng 11. Và thể theo truyền thống, đây là dịp để cho người ta trở về sum họp với gia đình sau một năm đi làm xa. Cũng có người đợi chờ cơ hội này để đi du lịch hoặc là để mua sắm vào ngày Black Friday. Tuy nhiên có một người có một thói quen khác. Chúng tôi có ý muốn nói đến vua David khi ông nói rằng: "Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài sẽ làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng." Thật giữa một đời sống đầy những sự bận rộn và bối rối, ít có người nào mà để thời gian để nói với chính mình như David đã tâm sự với linh hồn mình. Và chúng ta không ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời Ngài đã nói với nhiều người rằng Ngài để một ngọn đèn trong nhà của David để từ đó Ngài làm ơn cho dòng dõi của ông. Chương trình phát thanh trong tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị các tiết mục Câu chuyện gia đình, Câu chuyện phúc âm, Thánh nhạc ca ngợi Thiên Chúa. Đặc biệt, kể từ tuần này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị một tiết mục mới, Sống theo lời Chúa. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong sách Giô-suê đoạn 14 câu 10 đến câu 12 thuật lại rằng: "Bây giờ tôi đây đã 85 tuổi. Ngày nay tôi vẫn còn mạnh mẽ như ngày Môi-se sai tôi đi. Và bây giờ tôi cũng sẵn sàng để chiến đấu như ngày đó. Vậy hãy ban cho tôi vùng đồi núi mà Chúa đã hứa cho tôi từ ngày xa xưa đó. Không bao giờ là quá muộn để vâng theo sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời bạn." Sau khi Môi-se sai 12 trinh sát đi vào đất hứa, họ trở về và báo cáo rằng vùng đất đó là một nơi quá khó cho dân của Chúa định cư. Và vì sự không tin của họ, dân Israel đã lang thang trong sa mạc thêm 40 năm nữa. Cả một thế hệ đã chết hết vì họ không tin vào những lời hứa của Chúa. Nhưng Caleb và Joshua tin, vì vậy họ được sống. Khi dân Israel đã trở lại đất hứa 40 năm sau, Caleb nói: "Bây giờ tôi đây đã 85 tuổi. Ngày nay tôi vẫn còn mạnh mẽ như ngày Môi-se sai tôi đi. Và bây giờ tôi cũng sẵn sàng để chiến đấu như ngày đó. Vậy hãy ban cho tôi vùng đồi núi mà Chúa đã hứa cho tôi từ ngày xa xưa đó." Sách Giô-suê đoạn 14, câu 10 đến câu 12. "Hãy ban cho tôi vùng đồi núi." Tôi thích câu đó. Vùng đất mà Caleb muốn thì đầy những người khổng lồ và các thành phố được củng cố bằng những bức tường kiên cố. Ông ấy đang nói với Chúa: "Xin ban cho con nhiệm vụ lớn nhất. Xin ban cho con thành phố khó nhất. Xin ban cho con nơi có những người khổng lồ to nhất. Xin ban cho con vùng đồi núi. Con không muốn một nơi nào dễ dàng. Con biết con đã 85 tuổi,
nhưng con vẫn còn sức để làm những điều lớn lao cho Chúa. Khi tôi đi mua một thiệp mừng sinh nhật cho cháu ngoại của tôi để ý thấy một điều mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở quầy bán thiệp. Bây giờ, họ có cả một quầy bán những thiệp sinh nhật cho sinh nhật lần thứ 80, 85, 90, 95 và cả 100 tuổi nữa. Lớn lên, tôi không thấy những loại thiệp đó bởi vì hầu hết mọi người đều không sống lâu như vậy. Nhưng bây giờ, tuổi thọ cao hơn nhiều. Nếu bạn là một người lớn tuổi hơn, bạn có thể nghĩ rằng đã đến lúc để gác cuộc đời mình lên xó kệ. Tôi xin thưa với bạn, đã đến lúc để đem nó xuống và phủi cho sạch bụi đi. Bạn nghĩ Chúa sẽ để cho bạn sống thêm 30 năm nữa chỉ để chơi đánh gôn, trồng cây kiển sao? Đây là một từ không có trong Kinh Thánh. Hù trí, bạn có thể không còn đi làm nữa, nhưng bạn vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Bạn có nhiều khôn ngoan và kinh nghiệm bây giờ hơn là lúc bạn còn trẻ, và Chúa sẽ không lãng phí điều đó. Ở tuổi 85, Caleb bắt đầu thực hiện sứ mệnh lớn nhất trong cuộc đời mình. Môi-se 80 tuổi khi Chúa kêu gọi ông đi giải phóng dân của Chúa. Abraham 79 tuổi khi ông nhận được sự kêu gọi của Chúa. Nếu bạn thuộc thế hệ của Caleb, xin hãy tin rằng không bao giờ là quá trễ để bắt đầu sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời bạn. Điều tốt nhất vẫn còn chưa đến. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm. Nếu bạn thuộc thế hệ của Caleb, bạn muốn những năm hưu hạ của mình sẽ làm được những gì cho vương quốc Chúa? Bạn sẽ đeo đuổi sự kêu gọi của mình như thế nào trong 10, 20 hay 30 năm tới? Cách bạn dành dụm để nghỉ hưu phản ánh điều gì bạn muốn hoàn thành cho Chúa? Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, bạn đang làm gì để đeo đuổi những gì bạn tin là Chúa đã kêu gọi bạn làm? Quý vị vừa đón nghe tiết mục Sống theo lời Chúa với đề tài Không bao giờ quá muộn để làm theo ý Chúa, tài liệu của Rick Warren, Timothy Phan chuyển ngữ và Lily phụ trách. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình. Một câu chuyện gia đình xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị đón nghe đề tài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, tài liệu của Minh Nguyên, chương trình phát thanh Tin Lành tại California, Hoa Kỳ. Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 30, phần 2. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thư chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Kính thưa quý vị, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, chúng ta cần biết những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống. Trong các câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi có trình bày về những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong hôn nhân, gồm có: thứ nhất, không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của người phối ngẫu. Thứ hai, dứt khoát với những ràng buộc và kỷ niệm của thời độc thân. Thứ ba, vợ chồng quyết tâm giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục. Thứ tư, dành thời giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Thứ năm, cư xử khôn ngoan để bất hòa giữa vợ chồng đem lại cảm thông và hiệp một. Trong câu chuyện gia đình tuần trước, chúng tôi đã trình bày điều đầu tiên của nguyên tắc thứ sáu mà Kinh Thánh dạy về tiền bạc chúng ta cần áp dụng. Đó là người tin Chúa là quản gia trong nhà Chúa. Và hôm nay chúng tôi xin trình bày điều thứ hai, chúng ta trung tín dâng hiến cho công việc Chúa. Như đã trình bày,
dù chúng ta phải làm việc trong hãng xưởng, ngoài đồng ruộng hay đi buôn bán vất vả mới có số thu nhập để cung ứng những điều cần yếu cho gia đình. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa và thuộc về Chúa. Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, trí óc khôn ngoan và cơ hội để làm việc, thì chúng ta sẽ không có gì cả. Vì thế, là người quản gia trung tín của Chúa, chúng ta cần dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước dạy chúng ta dâng hiến 1/10 lợi tức của mình cho công việc nhà Chúa. Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta một tiêu chuẩn dâng hiến khác. Sứ đồ Phaolô viết: "Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng." Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, câu 6 tới câu 7. Định luật của Chúa là ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều, ai gieo ít sẽ gặt ít. Người nào dâng hiến cho Chúa nhiều, dâng hiến cách rộng rãi, sẽ nhận được ơn phước dư dật về mọi mặt. Vì Chúa yêu những người dâng hiến cách rộng rãi, vui vẻ và tự nguyện. Điều thứ ba, làm ngân sách gia đình. Nếu muốn đời sống vợ chồng tránh được những khó khăn lo lắng vì nợ nần, thiếu thốn, chúng ta cần làm ngân sách gia đình. Nói cách đơn giản, chúng ta cần biết sử dụng tiền bạc trong phạm vi khả năng của mình, chi dùng tiền bạc vào những việc chính đáng và cần thiết. Gia đình nào cũng cần có ngân sách rõ ràng để không chi dùng tiền bạc cách thiếu tự chế, thiếu khôn ngoan, nhất là không chạy theo quảng cáo, không mua sắm vì đua đòi với bạn bè. Một vị mục sư nọ đề nghị chúng ta làm ngân sách theo tiêu chuẩn như sau. Trước hết, chúng ta để ra 1/10 số thu nhập hàng tháng để dâng cho Chúa. Phần đó là của Chúa, thuộc về Chúa. Trong 9 phần còn lại, 6 phần chúng ta chi dùng cho những nhu cầu căn bản trong gia đình: thức ăn, quần áo, thuốc men, tiền nhà, tiền xăng, tiền xe. 2 phần còn lại, chúng ta dành ra để trả những món nợ đang có. Và phần cuối cùng, chúng ta đầu tư hay gửi vào nhà băng để được lời, và để phòng khi gặp chuyện bất trắc. Dĩ nhiên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ chi dùng quá số tiền thu nhập hàng tháng. Vì như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi nợ nần. Chúng ta không chi dùng hết tiền mình kiếm được mỗi tháng, nhưng luôn luôn để dành lại một phần để trả nợ những món nợ đang có và đề phòng khi gặp chuyện cần thiết và cấp bách. Làm như vậy, khi có nhu cầu bất ngờ, chúng ta sẽ có tiền chi dùng chứ không phải đi vay mượn. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn khuyên chúng ta cần học theo loài kiến. Tác giả viết: "Con kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ." Châm Ngôn chương 30 câu 25. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 30/2. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 31 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giây phút xa ngài là trường chân xa ngài. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tâm tôi, đường hoang vắng xa vời cần ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi, lạy Chúa trong chốn gia đình tôi theo ngài. Thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt nằm thầm rơi, nhìn lên Chúa trên trời cầu cho bao người, chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca ngợi. Ôi cầu xin Chúa cần ngài soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Chúa từng giây phút
nguyện Chúa nắm tay tôi mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay. Vừa rồi là ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua sự trình bày của Lily. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu Chuyện Phúc Âm. Trong tiết mục Câu Chuyện Phúc Âm tuần này, kính mời quý vị đón nghe lời Chúa qua sự giải bày của mục sư Võ Thành Cương với đề tài được biến đổi bởi Chúa Thánh Linh dựa trên Thánh Kinh Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18. Hôm nay chúng ta suy gẫm công gốc Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu thứ 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Chúng ta suy gẫm về việc Đức Thánh Linh biến hóa chúng ta. Chúng ta đi qua 3 điểm sau đây. Thứ nhất là ý nghĩa của sự biến hóa. Thứ hai, điều kiện để được biến hóa. Và thứ ba, vinh hiển của sự biến hóa. Trước hết ý nghĩa của sự biến hóa. Câu gốc nói rằng, hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Biến hóa có nhiều hình thức nhân nở. Ví dụ, hóa bánh ra nhiều, bột không hết trong vò, dầu không thiếu trong bình. Các tế bào nảy nở bằng cách chia đôi liên tục. Như là hột giống lúa mì kia chết đi cho ra một hình thể khác là cây lúa với 30, 60, 100 hột khác. Ví dụ, một em bé thành hình trong bụng mẹ từ một tế bào nhân nở thành hình hài của một con người, có trái tim, tai, mũi, họng, tay, chân, các bộ phận trong con người, y theo các chỉ thị chứa trong các DNA. Rồi chúng ta cũng thấy qua câu này, như bởi Chúa là Thánh Linh. Tức là tác nhân của sự biến hóa là Đức Thánh Linh. Duy chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng sáng tạo. Con người không thể biến thành con cá khi nhảy xuống biển. Cũng vậy con người chúng ta không thể biến thành thánh đồ của Chúa Giê-xu khi đi nhà thờ, đọc kinh thánh, đọc kinh kệ. Lý do đơn giản chúng ta là con người. Cần có Đức Thánh Linh tác động nơi sâu thẳm của con người chúng ta. Để ý muốn của Đức Chúa Trời được thành. Ý muốn đó là Đấng Christ thành hình trong chúng ta. Những chỉ thị nằm ở trong DNA là Đức Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta. Những chỉ thị đó được Đức Thánh Linh sự sống xúc tác cấu tạo nên tâm tánh yêu thương của Đấng Christ trong chúng ta. Nãy giờ chúng ta nói rằng DNA mới của chúng ta là Đấng Christ và Thánh Linh sự sống từ từ thành hình tâm tánh yêu thương của Đấng Christ được gieo trong chúng ta. Thế rồi chúng ta biết rằng ý muốn của Chúa là Chúa Giêsu Christ trở nên đấng sống, đấng chủ động trong chúng ta, chứ không còn là tôi làm người chủ động nữa, hay là như sứ đồ Phaolô nói không phải là tôi sống nữa mà là Đấng Christ sống trong tôi. Phần thứ hai chúng ta suy nghĩ về điều kiện nào để được biến hóa. Công gốc cho chúng ta thấy, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương. Điều kiện để được biến hóa là khi nhìn xem Chúa Giêsu. Mà thế nào là nhìn xem Chúa Giêsu? Là khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta suy gẫm lời Chúa nói gì về Đức Chúa Giêsu Christ. Suy gẫm lời Chúa nó sanh ra điều tốt lành trong chúng ta. Ví dụ như là Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 5 thì cho biết rằng sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Thì khi chúng ta suy gẫm câu này, chúng ta biết rằng để có tình thương của Đức Chúa Trời, chúng ta cần hội đủ 3 điều kiện là lòng tin sạch, lương tâm tốt và có một đức tin thật.
Lòng tin sạch chúng ta biết rằng nhờ huyết Chúa Jesus Christ mà chúng ta có được. Lương tâm tốt là chúng ta biết rằng Thánh Linh muốn chúng ta ăn ở trọn lành trong mọi sự, và khi chúng ta muốn giống Đức Chúa Jesus Christ trong vấn đề này là chúng ta có một lương tâm tốt. Và đức tin thật là đến bởi nghe lời của Đấng Christ. Đức tin thật là đức tin sanh ra việc làm, như Gia-cơ đoạn 2 câu 14 chép. Để biết rằng tôi có đức tin thật hay không, chúng ta hãy xem việc làm của chúng ta. Đức tin phải có việc làm. Giống như là Na-a-man, quan tổng binh của vua Syria bị bệnh phung. Elise bảo ông đi xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần thì sẽ hết. Ông tức giận mà nói rằng, ta đến mà tiên tri chẳng ra đón ta. Say đầy tớ bảo ta tắm 7 lần dưới sông. Bộ ở Syria há không có sông sao? Hay là nước sông ở Syria há không tốt hơn nước sông Giô-đanh hay sao? Nhưng mà đầy tớ Na-a-man nói, quan ơi, tưởng làm việc gì khó chứ xuống sông tắm 7 lần có gì khó đâu. Ông cũng nuốt giận, làm theo lời của tiên tri của Đức Chúa Trời. Thì kết quả là ông lành bệnh, da trở nên hồng hào như của đứa con nít nhỏ. Chúng ta thấy đức tin có việc làm là như vậy. Thế thì Timothy thứ nhất đoạn 1 câu 5 cho chúng ta biết rằng khi chúng ta có lòng tin sạch, một lương tâm tốt và đức tin thật đến bởi sự gẫm lợi của Chúa đó, thì khi ba điều kiện này nó hội đủ sẽ sanh ra trong chúng ta tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hay là nói cách khác là thành hình ở trong chúng ta một cái tâm tánh yêu thương của Đấng Christ. Đó là việc làm của Đức Thánh Linh. Câu gốc cũng nói rằng để mặt trần mà nhìn xem Chúa. Để mặt trần nghĩa là không định kiến, không thành kiến khi chúng ta đọc lời của Chúa. Có người nói rằng đạo Chúa là đạo Tây, là đạo của Mỹ, thì đó là thành kiến. Bởi vì Kinh Thánh đâu có bao giờ nói như vậy đâu. Chúa Giê-xu thì chúng ta khi làm chứng, có người nói rằng Chúa Giê-xu mới có đây thì Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Thì chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu của ông chỉ mới có đây thôi. Khi nghe như vậy thì chúng ta nghĩ rằng người đó nói theo cái sự hiểu biết khi đọc lời Chúa hay là bởi thành kiến, định kiến. Rõ ràng nếu Chúa Giê-xu mới có thì làm sao dân Báp-tít gọi Chúa Giê-xu là đấng đến sau ta nhưng có trước ta? Làm sao vua David gọi Chúa Giê-xu là Chúa tôi khi mà David sống ở thế kỷ thứ 10 trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh? Làm sao Chúa Giê-xu nói được rằng trước khi chưa có Abraham đã có ta? Mà trong khi đó Abraham đã có mặt trên đất này 2.150 năm trước khi Chúa Giáng sinh. Nếu Chúa Giê-xu mới có đây thì vì sao Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu là đấng dựng nên trời đất muôn loài muôn vật? Người nào suy xét theo định kiến và thành kiến sẽ làm to. Lấy công tâm mà tìm kiếm Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ tỏ cho biết sự cứu rỗi của Ngài. Giống như đi con em đi gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giê-xu. Thưa bà chị em, lời của Chúa là lẽ thật và lẽ thật đó có quyền năng. Ngày xưa có một thiếu niên khẳng định với tôi rằng em chỉ tin khoa học mà thôi. Các nhà khoa học đưa ra những giả thuyết, tôi mới nói với em đó như vậy. Các nhà khoa học đưa ra những giả thuyết nay còn mai thay đổi mà em còn tin được. Thì huống chi Kinh Thánh nói rằng không bao giờ thay đổi, lời của Chúa không bao giờ thay đổi nhưng mà còn lại đời đời thì sao em không tin? Thời gian sau thì em đó tôi biết đã tin Chúa. Và em đó đã sinh hoạt nơi một hội thánh khác, em có làm một cái vở kịch để nói lên cái trường hợp nào em tin Chúa. Tôi muốn nói rằng lời của Chúa có quyền năng. Nhờ lời của Chúa mà tôi có đức tin thật, tôi có lương tâm tốt và có một cái lòng tin sạch, hội đủ điều kiện để rồi được Đức Thánh Linh biến hóa chính mình tôi. Chúng ta qua cái phần thứ ba là vinh hiển của sự biến hóa. Câu gốc nói rằng từ vinh hiển qua vinh hiển. Chúng ta thấy biến hóa là một tiến trình, cần thời gian để nảy nở. Ai không bền đổ ở trong sự biến hóa sẽ giống như đã phá thai, không thấy hình ảnh Đấng Christ đâu nữa.
bác sĩ khám mà thấy em bé không lớn lên trong bụng mẹ là có vấn đề. Thì về vấn đề thụ linh cũng vậy. Cho nên Kinh Thánh bảo chúng ta rằng trong phía đôi thứ nhất đoạn 2 câu 2, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo là lời Chúa, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Sự biến hóa nó có nhiều sắc thái. Từ vinh hiển qua vinh hiển, cái sắc thái thứ nhất là chúng ta thấy vinh quang của sự biến hóa. Vinh quang là ở chỗ nào? Chúng ta nhìn Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu đem Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Kinh Thánh chép như vậy, cho chúng ta thấy cái vinh quang khi Chúa Giêsu Christ biến hóa. Thì ngày hôm nay cái sự cao đẹp của Chúa Giêsu Christ mà thành hình trong chúng ta, đó là vinh quang của chúng ta. Chúng ta chú ý chỗ này là Chúa Giêsu biến hóa là đương khi nào? Kinh Thánh chép rằng đương khi Ngài cầu nguyện. Cái điều kiện để cho chúng ta được biến hóa là chúng ta nói hồi nãy, nhìn xem Chúa Giêsu đương lúc chúng ta cầu nguyện. Khi Đấng Christ thể hiện sự sống của Ngài qua chúng ta, thì cái người chung quanh chúng ta có thể thấy được sự sáng láng của Đức Chúa Trời qua lời nói hay là đời sống của chúng ta. Tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ không phải là một mớ lý thuyết, điều răn, điều lệ, mà là quyền phép biến hóa từ một tội nhân thành một thánh nhân, có tâm tánh giống như Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa ông bà chị em, có lời Chúa thì là có quyền năng, vì lời Chúa có quyền năng. Tôi có lần nghe ông Bonke, một nhà truyền giáo ở người Đức, đã làm chứng về quyền năng của huyết Chúa Giêsu. Cái người chất vấn ông rằng, nói rằng, thưa nhà truyền giáo tin rằng huyết Chúa Giêsu Christ có quyền năng phải không? Nó phải. Thì cái người chất vấn đó nói, tôi không tin. Tại vì nếu huyết Chúa có quyền năng thì ngày hôm nay tội lỗi đâu còn nữa. Đã 2000 năm nay hơn rồi mà thế gian này tội lỗi cứ thêm tội lỗi. Như vậy là trong huyết Chúa Giêsu Christ không có quyền năng. Thì ông Bonke mới trả lời rằng, anh ơi, anh có thể đứng kế bên cục xà bông thơm, nhưng mà anh vẫn hôi hám như thường. Anh ơi, dẫu anh có làm việc trong nhà máy sản xuất xà bông, nhưng nếu anh không tắm rửa, dùng xà bông đó để mà tắm rửa, thì thân thể của anh vẫn dơ như thường. Anh phải đưa tay ra cầm cục xà bông sát chà trên mình, tắm rửa thì anh mới thơm. Thưa hội thánh, thưa ông bà chị em, chúng ta phải áp dụng lời của Chúa cho mình, như đưa tay ra cầm cục xà bông thơm mà xoa trên người tắm rửa vậy. Cho nên Roma đoạn 12 câu 2 nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thế thì cái phần của chúng ta là tìm kiếm sự đổi mới từ trong tâm thần của mình. Lời Chúa khích lệ ông bà chị chúng ta tìm kiếm sự đổi mới của người bề trong bằng cách là nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ trong lúc cầu nguyện, hầu cho Đức Thánh Linh ra tay biến hóa chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển theo ảnh tượng của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là vinh quang của sự biến hóa. Quyền lực của sự biến hóa, đó là một sắc thái khác. Kinh Thánh chép rằng tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Jezreel. Eli chạy trước Ahab đang cưỡi xe ngựa, mà từ núi Carmel cho đến Jezreel là 40 cây số, mà Eli là chạy trước và tới trước. Thử hỏi sức nào, nếu không bởi sức Chúa thì Eli làm sao thực hiện được điều đó? Nếu không nhờ sự sống của Chúa ở trong mình thì làm sao chúng ta ngày hôm nay chạy được như Eli trong đường đời của chúng ta cho đến khi Chúa Giêsu Christ tái lâm? Cái điều thứ ba là phước hạnh của sự biến hóa. Phước hạnh ở chỗ nào?
Kinh Thánh chép rằng này là sự mầu nhiệm tôi tỏ ra cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt lúc tiếng kèn chót. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài. Rõ ràng đây là một cái phước hạnh. Phước hạnh đó là được giữ phần sự sống lại thứ nhất. Rồi biến hóa còn để lại một ảnh hưởng rất là tốt lành. Kinh Thánh chép rằng, hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ quá theo. Đời sống được biến hóa có cái sức thuyết phục rất là to lớn. Thưa bà chị em, mỗi lần chúng ta thấy cây hoa trước nhà mình hay là đi chợ mua hoa quả, chúng ta hoặc nhìn con của mình, chúng ta hãy nhớ rằng trước đó chúng chỉ là một cái hạt giống mà thôi. Chúng ta hãy nhớ khi nhìn những điều đó mà cầu nguyện cho nhau để được Đức Thánh Linh biến hóa từ vinh hiển đến vinh hiển theo ảnh tượng của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành, Giáo hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.